Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Vlog 68 của mình nha. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món bánh khá là quen thuộc nè. Và với cách làm mình chia sẻ thì mình đảm bảo cho các bạn là các bạn sẽ thành công ngay lần đầu tiên luôn nha. Nói đến đây thì các bạn cũng biết hôm nay mình chia sẻ món bánh gì rồi ha. Và đây là món bánh bò ghẻ tre nha các bạn. Bánh mềm, xốp và rất là nhiều ghẻ tre luôn các bạn. Và để làm cái bánh này như thế nào thì mình mời các bạn theo dõi video của mình nha. Các bạn nhìn nè, bánh rất là nhiều ghẻ tre luôn ha các bạn. Và để thực hiện được cái bánh bò này thì ở đây mình có là nước cốt dừa nhất, nước cốt dừa nhì và nước dừa tươi và 400g đường. Và đặc biệt là cái bột bánh bò pha sẵn của Vĩnh Thuận nha các bạn. Và với cái bột bánh bò này là 400g nha các bạn. Và ở đây thì ở phía sau cái phần của bột bánh này thì có cái phần hướng dẫn đó các bạn. Nếu như mà các bạn làm theo hướng dẫn như thế này cũng được. Và nếu không thì các bạn có thể làm theo cách của mình nha. Rồi bây giờ thì mình đổ cái gói bột này ra. Ở trong cái gói bột này á là có sẵn cái gói men luôn á các bạn. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ lấy cái gói men này ra là mình kích men nha các bạn. Các bạn lưu ý là mình nên kích men trước nha các bạn. Nếu như mà các bạn không kích men trước á thì khi mà mình hòa với bột á thì cái phần bột sợ nó không có lên men á các bạn. Thì các bạn kích men trước, nếu như mà men nó bị chết á thì mình có thể thay thế bằng men khác nha các bạn. Và ở đây thì mình đổ cái men này ra cái chén nha. Và mình cho vào đây là 30ml nước dừa nha các bạn. Các bạn lưu ý là mình cho vào đây là nước dừa nha. Và mình để ở đây là khoảng tầm 5 phút nha các bạn. Nếu như mà men này nó nổi lên thì nó đã kích được đó các bạn. Nè, men nó lên men rồi nè các bạn. Và bây giờ thì mình cho vào cái phần bột bánh nha. Mình cho từ từ vào nha các bạn. Mình cho cái phần nước men này vào hết vào trong bột luôn. Và mình trộn đều lên nha các bạn. Trước tiên thì mình trộn cái phần nước men này cho đều với bột trước nha các bạn. Và khi mà cái phần men với bột nó đã đều rồi nè các bạn thì mình cho thêm nước vào nha. Các bạn có thể cho nước dừa tươi hoặc nước lọc cũng được nha. Nếu như mà nước dừa tươi thì cái bánh của mình nó sẽ trong hơn và nó sẽ dai hơn đó các bạn. Và đặc biệt là bánh sẽ nở tốt hơn đó nha các bạn. Các bạn thân mến, các bạn xem video của mình thấy hay thì hãy cho mình xin một nút đăng ký, like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha các bạn. Và bây giờ thì mình bỏ cái phần trộn bột qua và mình nhồi bột nha các bạn. Và ở đây thì cái phần bột này mình nhồi khoảng tầm 20 phút nha các bạn. Và bây giờ mình để bột từ từ, mình để nước vô từ từ nha các bạn. Thì mình nhồi như thế này nè. Mình nhồi càng nhiều á thì cái phần men của mình á nó sẽ lên men tốt và cái bánh của mình nó sẽ có ghẻ tre nhiều á các bạn. Và tổng cái lượng nước mình nhồi bột á là 400ml nước nha các bạn. Nếu như mà các bạn thấy bột khô á thì các bạn có thể để thêm. Mà lưu ý là các bạn không nên nhồi bột quá khô và cũng không nên nhồi bột quá nhão nha các bạn. Và đây là cái phần bột mình nhồi được 10 phút nha các bạn. Bột nó dẻo và nó dừa nha các bạn. Nó mịn, rất là mịn luôn các bạn. Giờ bây giờ thì mình tiếp tục nhồi thêm 10 phút nữa nha. Và bây giờ thì mình đã nhồi được 20 phút rồi nè các bạn. Và bây giờ thì các bạn có thể gom bột lại thành một khối nha. Mà các bạn nhìn nè. Đây là cái bong bóng nó nổi lên nè các bạn. Nếu mà như mà các bạn nhồi các bạn thấy như thế này thì mình có thể ngưng được rồi nha. Và bây giờ mình tiếp tục mình ủ bột thêm 30 phút nha. Mình lấy cái bọc thực phẩm mình chùm lên hoặc là cái bọc mình chùm lên cũng được. Mình đi nấu cái nước đường với nước cốt dừa nha. Ở đây mình có 450ml nước cốt dừa và 400g đường mình cho vào mình nấu. Mình nấu cho cái phần đường này nó tan hết là được nha các bạn, không cần nấu sôi nha. Nè các bạn, đường tan hết rồi nè.
với cái phần bột mình là đã ủ được 30 phút. Các bạn lưu ý là mình ủ đúng giờ nha các bạn. Nếu như mà các bạn ủ lâu quá thì cái phần bột mình nó sẽ bị chua nha, bánh nó sẽ không ngon nha các bạn. Nè các bạn, bột mình nó dậy tốt lắm luôn nè các bạn, nở xốp lên luôn hen. Và bây giờ thì cái phần nước cốt dừa này á, nó còn ấm á các bạn, ấm mà mình có thể để cái tay vô được á các bạn. Thì các bạn rưới vào, mình rưới từ từ nha, mình không đổ ụp vào một lần nha các bạn. Mình rưới từ từ và mình trộn đều lên, mình trộn cái phần bột này đều lên. Nếu như mà các bạn cho một cái lượng nước đường còn ấm ụp vô nhiều quá thì cái con men của mình nó sẽ bị chết nha các bạn, và bánh lần sau này nó sẽ không có dậy nha các bạn, nó sẽ bị chai bánh đó các bạn. Bạn lưu ý giúp mình cái phần này nha, bạn trộn đều lên nha, mình cho từ từ vào và mình trộn đều lên. Và tổng cái lượng nước mình sử dụng cho cái bánh ở đây là 850 ml nước nha chắc các bạn. Và để bột mịn hơn thì mình quậy xong rồi mình sẽ lọc qua rây nha các bạn, để cho cái bánh mình nó được mịn đó các bạn. Nè mấy cái phần bột giống cục này mình lọc qua rây hết nha các bạn. Và tiếp theo thì mình để cho cái phần bột này nó nghỉ 30 phút nữa nha các bạn. Và mình không có động đĩa gì tới nó nha, mình đậy nắp kín lại, mình để yên nó một chỗ. Và trong khi chờ đợi bột qua được 30 phút thì mình đi bắt cái nồi nước lên, mình chuẩn bị mình hấp bánh nha các bạn. Trong khi đợi nước sôi thì mình chuẩn bị khuôn nè, và đây là mấy cái khuôn hoa nhỏ nhỏ mình chuẩn bị nè các bạn, dễ thương hen. Và mình quét lên đây một lớp dầu ăn nha, để cho cái phần khuôn của mình nó khi mình lấy bánh rất là dễ dàng đó các bạn, không có bị dính nha. Và cái phần nước sôi thì mình để cái khuôn dầu mình hấp nha, mình hấp cái khuôn trước khoảng tầm 5 phút nha các bạn. Các bạn lưu ý mình nên hấp khuôn trước nha các bạn, để bánh mình nó nở tốt quá các bạn. Trở lại với cái phần bột thì bây giờ bột nó cũng lên sủi tăm mình nè các bạn, bạn nhìn nè. Và bây giờ thì bột mình nó cũng đã được 30 phút rồi đó các bạn. Các bạn lưu ý mình không nên để lâu quá nha, nếu mình để lâu quá bột mình sẽ bị chua đó các bạn. Giờ mình cho vào bột, cho bột vào cái ca, nó có cái đầu gót đó các bạn, cho mình gót ra cái khuôn cho nó dễ á. Và bây giờ khuôn của mình cũng đã nóng rồi thì mình cho bột vào nha. Ở đây thì nếu các bạn có thích màu á thì các bạn có thể để màu vô nha. Và hôm nay mình làm thì mình không để màu, mình làm hoàn toàn bằng bột trắng nha các bạn. Và mình đã cho bánh vào khuôn hết rồi, thì bây giờ mình đậy nắp lại, mình nấu với lửa lớn trong vòng 10 phút nha các bạn. Và sau 10 phút, wow, bánh rất là nở đẹp luôn các bạn ơi, và rất là thơm luôn nha các bạn. Nè các bạn nhìn nè, mấy cái khuôn mình gót đầy á, cái bánh nó nở bung ra luôn á các bạn, nhìn rất là đẹp nha. Và bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra cho các bạn xem nha. Nè, lấy ra rất là dễ dàng luôn, cho dù bánh nó vẫn còn nóng nha các bạn. Nó, mình lấy ra rất là dễ dàng luôn. Bạn nhìn bánh nè, nở rất là bông xốp đẹp luôn hết các bạn. Mình chúc tất cả các anh chị các bạn làm thành công với món bánh bò cùng với mình nha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Và đây là thành phẩm của mình nè mọi người ơi. Và mình xé ra cho mọi người xem nha. Wow, bánh mềm và ghẻ tre rất là xốp luôn á các bạn. Mình cầm cái bánh lên mình cảm thấy là nó nhẹ tên luôn á các bạn. Bánh rất là ngon nha. Các bạn xem video của mình thấy hay thì hãy cho mình xin một nút đăng ký, like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha các bạn. Và video làm bánh bò của mình đến đây đã kết thúc rồi. Thân ái mến chào tất cả các anh chị các bạn và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Chúc tất cả các anh chị các bạn
thành công với món bánh bò cùng với mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.